Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin vẫn đang giao dịch ở mức 26.400 đô la. Giá không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Mặc dù giá đã giảm dưới đường trung bình động 200 ngày, nhưng việc hình thành một cây nền búa vào ngày 22 tháng 8 đã cho thấy tín hiệu tích cực của Bitcoin trong ngắn hạn. Về chuyển động on-chain, theo Whale Alert, cá voi đã thực hiện 5 lần rút tiền vào ngày 23 tháng 8 trong khoảng 1 phút, tổng cộng lên tới 5.729 Bitcoin, trị giá 150 triệu đô la. Địa chỉ không xác định, 1KNM4, chịu trách nhiệm về số Bitcoin lớn nhất, hiện đang nắm giữ 5.444 Bitcoin. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy, Binance đã ghi nhận 6 ngày liên tiếp Bitcoin rời sàn giao dịch kể từ ngày 17 tháng 8, với tổng số 14.460 Bitcoin trong số dự trữ của Binance cho đến ngày 22 tháng 8. Dòng chảy Bitcoin được tính bằng cách lấy tổng Bitcoin vào trừ đi tổng Bitcoin ra từ các địa chỉ đã biết bởi các sàn giao dịch tập trung. Số dư trên tất cả các sàn giao dịch ở mức thấp nhất trong 5 năm. Không chỉ Binance đang phải hứng chịu tình trạng rút tiền ồ ạt từ các nhà đầu tư Bitcoin. Theo Glassnode, số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch đã đạt mức thấp nhất trong 5 năm. Vào cùng ngày xảy ra cảnh báo cá voi rút tiền được đề cập, hiện tại có ít hơn 2,27 triệu Bitcoin trong các địa chỉ của các sàn giao dịch tập trung, cho thấy holder đang chuyển tiền sang ví lạnh. Đây là một tín hiệu tích cực vì những nhà đầu tư này đang muốn nắm giữ Bitcoin trong dài hạn. Thông tin tiếp theo, nhà phân tích Mike McLone tin rằng Bitcoin có khả năng đi theo quỹ đạo tương tự như thị trường chứng khoán trong cuộc đại suy thoái những năm 1930. Trong một bài đăng gần đây trên nền tảng X, nhà phân tích của Bloomberg nhấn mạnh rằng hành vi của Bitcoin phản ánh chuyển động của thị trường chứng khoán trong những năm 1930, thời kỳ được gọi là đại suy thoái. Trước cuộc đại suy thoái, đánh giá của Roger Babson đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo trong bối cảnh thị trường đang hưng phấn đầu cơ. Ông có thể được coi là người tiên phong đưa ra những dự đoán về khủng hoảng đã chỉ ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán trong quá khứ. Những dự đoán này cũng ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones. Bất chấp những dấu hiệu tăng trưởng ban đầu tương tự như trường hợp của Bitcoin, thị trường chứng khoán đã trải qua một đợt sụp đổ. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ được gọi là đại suy thoái. Trong khi phân tích của Mike McLone cung cấp những điểm so sánh, cần phải nhớ rằng các sắc thái của thị trường chứng khoán những năm 1930 không thể được chuyển trực tiếp sang lĩnh vực crypto ngày nay. Khác biệt với lịch sử của thị trường chứng khoán, Bitcoin bắt nguồn từ công nghệ hiện đại và tuân theo chu kỳ rất khác so với các sàn giao dịch chứng khoán. Bất chấp những thách thức mà ngành phải đối mặt, nhiều người vẫn lạc quan về giá trị của Bitcoin trong tương lai. Và thông tin cuối cùng, Binance có thể kích hoạt một đợt bán tháo Bitcoin vào tháng 9. Sàn Binance cho biết vào thứ Năm rằng họ có kế hoạch thực hiện các thay đổi đối với chương trình giao dịch Bitcoin miễn phí. Động thái này có thể gây ra một đợt bán tháo lớn trên thị trường crypto vì khối lượng giao dịch sẽ bị ảnh hưởng tương tự như mức giảm 90% sau khi Binance chấm dứt giao dịch không tính phí vào tháng 3. Việc cập nhật của Binance sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 9. Binance có kế hoạch thực hiện các thay đổi đối với giao dịch Bitcoin không tính phí đối với cặp giao dịch Bitcoin TUSD. Binance dường như muốn giảm hỗ trợ cho stablecoin TUSD do một số vấn đề. Đáng chú ý, người dùng sẽ tiếp tục được hưởng phí tạo lập và nhận giao dịch bằng không khi giao dịch Bitcoin trong cặp giao dịch giao ngay với ký quỹ FDUSD. Theo CoinMarketCap, Bitcoin TUSD và Bitcoin USDT là những cặp được giao dịch nhiều nhất đối với Bitcoin. Khối lượng giao dịch theo các cặp USDT đã giảm mạnh sau khi Binance kết thúc hỗ trợ BUSD và công bố TUSD là cặp duy nhất cho giao dịch Bitcoin miễn phí bằng không. Tuy nhiên, Binance đang chuyển trọng tâm từ TUSD sang stablecoin FDUSD ít được biết đến hơn. Nó thậm chí còn không nằm trong top 10 cặp Bitcoin hàng đầu về khối lượng giao dịch. Điều này có thể sẽ gây ra sự sụt giảm khác về khối lượng giao dịch, gây thêm áp lực cho thị trường. Vốn hóa thị trường của FDUSD chỉ là hơn 300 triệu đô la. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.